Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Cải cách hành chính do Sở Nội vụ và Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phối hợp thực hiện. Với mục tiêu hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp khi có giao dịch hành chính công, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai, thành phố Lào Cai đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính của địa phương, đặc biệt chú trọng yếu tố con người, coi đây là nhân tố để tạo sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính. Cùng với đó, tập trung rà soát rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định của tỉnh, qua đó tạo được sự tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chuyên mục. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Với quyết tâm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, những năm qua, Ủy ban Nhân dân phường đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm công tác. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, niêm yết công khai toàn bộ hệ thống thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền để người dân nắm được và thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước. Nâng cao vai trò trách nhiệm của từng bộ phận trong việc nghiên cứu kỹ các thủ tục hành chính để có giải pháp cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo chính xác theo đúng quy định của nhà nước với thời gian thực hiện là ngắn nhất. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết số 896 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường Phố Mới sáp nhập vào phường Lào Cai. Sau khi sáp nhập, phường Lào Cai Mới có diện tích tự nhiên là 7,8 km2, gồm 30 tổ dân phố, với quy mô dân số là trên 12.000 nhân khẩu. Chính vì vậy, số lượng thủ tục hành chính của nhân dân, các tổ chức có sự tăng trưởng cao hơn so với trước đây. Do đó, từng cán bộ công chức của phường đã luôn tự đề cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất. Hạn chế tối đa tình trạng, người dân phải đi lại nhiều lần cùng với một thủ tục hành chính. Cái nội dung quan trọng nhất đó là cái vấn đề thái độ, tinh thần và ý thức phục vụ của cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại một cửa. Làm sao khi công dân đến để giao dịch là chúng ta có một cái tinh thần thái độ phục vụ rất cởi mở, hướng dẫn tận tình, và tất cả những cái thủ tục hành chính của người dân là phải được ưu tiên để giải quyết. Mặc dù có thể là theo quy định là 2 ngày, 3 ngày, nhưng nếu xét thấy đủ điều kiện ký thì chúng ta sẽ làm để trình ký trả trước cho người dân. Với mục tiêu tạo sự thuận lợi nhất cho tổ chức người dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa, những năm qua, Ủy ban Nhân dân phường luôn dành sự ưu tiên, dành nguồn lực đầu tư nhằm hiện đại hóa nền hành chính công của địa phương. Bộ phận một cửa được bố trí đầy đủ trang thiết bị hiện đại để người dân được thoải mái nhất trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, địa chỉ, số điện thoại cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và số điện thoại đường dây nóng để nhân dân phản ánh những khó khăn vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng cán bộ công chức tại bộ phận một cửa, cũng như tăng cường hoạt động phối hợp với các bộ phận chuyên môn để nâng cao chất lượng tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của nhân dân. Chính vì vậy mà cơ bản các hồ sơ được thực hiện qua bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai đều được thực hiện đảm bảo theo đúng thời gian quy định và nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người dân, doanh nghiệp. Đến đây nói chung là thấy các bạn đây là cũng rất là tận tình, hướng dẫn rồi thì tác phong nhanh nhẹn, giúp đỡ chúng tôi rất là chu đáo, đến nơi đến chốn, chúng tôi rất là hài lòng. Để nhận được sự đồng thuận ủng hộ cao của nhân dân đối với hoạt động cải cách hành chính tại địa phương, thì việc nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tại bộ phận một cửa được xem là yếu tố then chốt. Đây được xem là bộ mặt của phường. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân phường đã ưu tiên bố trí đội ngũ cán bộ tại đây đảm bảo về trình độ chuyên môn, có thái độ tinh thần trách nhiệm cao để giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức cơ quan phường trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên bộ phận một cửa, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, tận tụy phục vụ nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, nhận xét, phân loại về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng tuần, tháng, quý của từng cán bộ công chức để đánh giá thi đua hàng năm. Đặc biệt sau khi thực hiện sáp nhập theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì từng cán bộ phải tự có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì mới có thể hoàn thành số lượng công việc tăng theo sau khi sáp nhập.
sau khi sáp nhập hai phường thì số lượng của dân của hai phường tăng lên, thì đương nhiên là cái số lượng dân đi giao dịch thủ tục hành chính là sẽ tăng lên. Thì bản thân chúng tôi làm ở bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, thì để đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay thì chúng tôi là thứ nhất là công tác chuyên môn là phải không ngừng nâng cao chuyên môn hóa. Thứ hai là để giải quyết thủ tục hành chính để cho hồ sơ nhân dân nhanh gọn thì bản thân chúng tôi là không ngừng học hỏi. Bên cạnh đó, với các thủ tục hành chính có mức độ phức tạp, phải thực hiện qua nhiều bước, thì các cán bộ, các bộ phận chuyên môn cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm khi hồ sơ đã đầy đủ thì cố gắng thực hiện nhanh nhất cho nhân dân. Đơn cử như với thủ tục xác nhận quyền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu theo quy định thì sẽ phải thực hiện trong thời gian 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ giải quyết cho công dân, bộ phận địa chính phường đã chuẩn bị sẵn mẫu đơn để nhân dân điền đảm bảo tránh sai sót trong quá trình kê khai. Thực hiện ngay việc xác định qua bản đồ địa chính và thực địa, đảm bảo giải quyết ngay trong ngày cho nhân dân, rút ngắn được 2 ngày làm việc so với quy định. Thực hiện thủ tục hành chính đối với người dân ấy, thì thực ra thì mình cũng, nếu mà nói về thực hiện thì mình phải, thứ nhất là mình phải thực hiện đúng thủ tục hành chính. Đấy, không để mà phát sinh thủ tục hành chính. Đấy, còn đối với người dân thì ở cấp phường thì chúng tôi thường thường là nếu mà bố trí được thời gian thì chúng tôi thực hiện cái việc là đi kiểm tra ngay cho người dân. Đấy, và đồng thời xác nhận luôn cho người dân nếu như mà thực sự là hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định thì chúng tôi xác nhận ngay. Theo ghi nhận thì đến cuối tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai đã giải quyết được trên 4.500 hồ sơ cho người dân doanh nghiệp. Trong đó, 100% hồ sơ đều được giải quyết và trả kết quả theo đúng thời gian quy định. Giai đoạn tới, để cải cách hành chính là động lực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là những tháng còn lại của năm nay, Ủy ban Nhân dân phường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, thực hiện tốt các quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015. Tăng cường công tác cải cách hành chính của cơ quan nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của địa phương. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới chúng tôi xác định đó là con người. Thứ nhất là phải làm sao kiện toàn, lựa chọn đội ngũ cán bộ làm công tác cải cách hành chính và trực tiếp là ở bộ phận một cửa, làm sao để cho nó đáp ứng được cái yêu cầu trong tình hình mới. Thứ nhất là về cái trình độ, năng lực cũng như là về ý thức, tinh thần trách nhiệm. Đây là khâu đột phá mà chúng tôi xác định được là nếu để kinh tế xã hội có thúc đẩy, có phát triển đúng hướng không thì yếu tố con người là rất quan trọng. Tất cả mọi tổ chức công dân đến giao dịch là đều tiếp cận đầu tiên với lại cán bộ ở một cửa, làm sao cho có một cái tinh thần và thái độ, ý thức nó rất cởi mở để làm sao cho người dân và tổ chức đến thực sự là người ta thấy được đến đây, đến phường là được hướng dẫn tận tình và được minh bạch công khai tất cả những cái phần việc của các tổ chức và cá nhân. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng thuận cao từ phía người dân doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, có thể thấy sau khi thực hiện nghị quyết số 896 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập Ủy ban Nhân dân phường Phố Mới về phường Lào Cai, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ thủ tục cho công dân đã được thực hiện theo hướng đúng quy định, có nhiều đổi mới. Qua đó, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền liêm chính kiến tạo vì người dân doanh nghiệp phục vụ. Tới đây, thời lượng của chuyên mục cải cách hành chính kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.